Xem được mấy chị ơi? Mọi người biết em đang chuẩn bị kế hoạch gọi là thịt chồng. À quên nhầm. Em đang chuẩn bị kế hoạch là chăm sóc chồng khi chồng về ăn Tết. Nên em phải chuẩn bị từ bây giờ nha mấy chị. Phải chuẩn bị từ bây giờ nó mới kịp. Chứ không đến lúc thịt thì nó lại là lỗi nhịp rồi mấy chị ơi. Đấy, mấy cái chị nào ấy mà gọi là ít được gặp chồng như em ấy là có nhiều thiệt thòi lắm. Hôm nay em tư vấn cho mấy chị này. Chị nào bị viêm nhiễm âm đạo? Ở đây có chị nào bị viêm nhiễm âm đạo không? Chị Ánh Tuyết đây, chị có bảo không vào được nhưng mà mọi người vào xem được mà. Mọi người đang comment này. Ai đang ở Pay Trang Khàn Inflation comment cho em cái chữ kem mắt hiệu quả cái. Ai đang ở Pay Trang Khàn Inflation xem được comment giúp em cái câu là kem mắt hiệu quả. Mấy cái người bên Pay này cứ bảo là không xem được, comment giùm em cái để em biết là các chị xem được kem mắt hiệu quả. Sao em thấy thả tim mà không thấy comment nhỉ? Đó. Đấy, chị Nguyễn Thanh Thủy comment được đây này, chị Trần Giang comment được đây này. Chị Minh Nguyễn comment được này, chị Ánh Tuyết cho chị không xem được. Cái kem này các chị muốn hiệu quả thì chị phải vuốt như em nha. Các chị muốn hiệu quả cái kem này phải vuốt mắt như em này. Rồi cặp lông mày làm xong đẹp sướng nhỉ các chị nhỉ. Các chị công nhận là cặp lông mày của em làm đáng đồng tiền bát gạo không? 12 triệu nó có khác. Cái lọ kem mắt hiệu quả này á 455 nghìn. Các chị chịu khó vào. Các chị chịu khó nhá. Riêng dùng kem là các chị phải massage. Kem mắt các chị phải massage này, nó là một thói quen. Thì khi nào mà các chị khi mà các chị dưỡng da mà một thói quen vuốt như này, là da mặt với da mắt các chị nó không bị chảy xệ đâu. Nó sẽ hạn chế và giảm được cái sự chảy xệ. Đó. Mọi người thấy không? Bà Trí hay là bà Nhung đang comment ghim bình luận để trời. Vừa phải thoát ra làm lại. Kem này 455 nghìn. Dùng được có cho cả khóe môi nhá. Mặt hơi thâm. Khốn nạn thật. Vâng, chị ngoài Anna vẫn xem được. Cái kem mắt này á, giá 455 nghìn chưa có phí ship nha mấy chị. Kem này giá 455 nghìn chưa có phí ship. Eo ơi, nhìn cái tên chữ kiến nước là lòi, lộn ruột lòi 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 ra ấy các chị ạ. Nhìn cái pay có chữ kiến nước mà nhìn lòi ruột. Ở đây có chị nào bị viêm nhiễm âm đạo? Chị nào bị viêm nhiễm âm đạo? Em xin tư vấn. Có chị nào này, cái tầm này này là cái tầm giờ mà chúng ta tâm sự chuyện thầm kín bướm hôi. Ở đây có chị nào đã từng bị háng hôi không? Hôm nay con gái em bảo là mẹ ơi mẹ ngủ với con một tí được không? Nghe đau lòng dễ sợ. Có nghĩa là em thì thường xuyên buổi tối là Kiến sẽ ngủ với chị Sương. Nên là em ngồi live stream bán hàng mưu sinh với chờ chờ đến giờ này, chuẩn bị đến giờ nói chuyện với chồng. Uống cốc trà này là vỡ mồm con chó đặc như thế này này. Có một mình chị Ánh Tuyết không vào được thôi, mọi người vào được hết đấy. Em xin tư vấn cho chị về cái chuyện mà em cũng kể kể sơ qua sương sương nhé. Về cái gọi là em đã từng bị viêm nhiễm âm đạo.
cái việc viêm nhiễm âm đạo nó cực kỳ ảnh hưởng đến quá trình quan hệ tình dục. Cái này trẻ con không nên nghe nha các cháu. Cái việc viêm nhiễm âm đạo nó ảnh hưởng cực lớn đến cái feeling, cảm xúc của các cặp vợ chồng khi giao cấu. Ai mà không sợ rau mùi, chào bà già nha. Thiện rú to, chào bà già. Mày làm tao cay rồi nha. Mày làm tao cay rồi nha. Thiện rú to, chào bà già. Mày nhìn tao già chỗ nào? Cái mặt tao làm gì có nếp nhăn? Tao đâu có trích bô tóc đâu. Tao cười này, đấy, nó mới có nếp nhăn. Người ta cười phải có nếp nhăn là chuyện bình thường. Chết mẹ, nhăn quá. Nhăn quá. Em tâm sự mấy chị nghe. Bây giờ em phải uống cặp hồi xuân rồi. Chồng em sắp về rồi mấy chị ơi. Em chuẩn bị là cả xa các chị một thời gian để em hưởng cho riêng em cặp hồi xuân. Sung sướng lắm. Hello Huy Nguyễn. Nên là hoa anh thảo bình thường bán 775.000. Hôm nay vui vui trong vui xôn xao em bán 720.000, bớt cái chị 55.000. Nên đừng có chị nào bảo em là Trang ơi phi ship. Trang ơi phi ship nha, không có phi ship đâu mấy chị. Phí ship một hàng có mấy chục ngàn thôi. Em bớt tận 55.000 là. Đó. Em uống cặp hồi xuân vitamin E và hoa anh thảo để chuẩn bị cho quá trình giao cấu của em trong mùa xuân năm nay. Đây là cặp cân bằng nội tiết tấu. Và từ mai em bắt đầu vào chế độ ngày 1 viên vitamin E, 2 viên hoa anh thảo. Đó. Ngày 1 viên vitamin E, 2 viên hoa anh thảo. Để đảm bảo việc nước lôi tràn trề. Nước lôi tràn trề, nước tràn bờ đê. Những chị nào nhá, những chị nào bị viêm nhiễm âm đạo, bị cân, bị nội tiết tố thay đổi, hay bị bốc hỏa, hay bị khô hạn kéo dài, thì chính là cái này đây. Em để này các chị nhà nhìn cái tổng đài nha em này. Thì các chị hãy chụp sản phẩm này. Đây là cặp hồi xuân. Đấy, đây là cặp hồi xuân vitamin E và hoa anh thảo. Ok chưa? Đây là cặp hồi xuân vitamin E và hoa anh thảo. Các chị chụp cặp này để em tư vấn. Còn giờ em xin phép tư vấn các chị về vấn đề phụ nữ khó nói. Và đến giờ này là giờ chúng ta thầm thì với nhau. Nên em tư vấn thật kỹ để những chị nào đang và đã từng bị một viêm nhiễm âm đạo hôi háng, hai nấm âm đạo, ba gọi là gì tự dưng quên, viêm lộ tuyến, 4 rộng không khít, thì đây là một chản sản phẩm mà các chị sẽ luôn luôn phải chờ đợi, luôn luôn phải yêu thương. Các chị nhớ nha, trên sản phẩm ghi rất rõ, được bán tại bệnh viện đa khoa y học cổ truyền nha. Đây là sản phẩm được bán trong bệnh viện y học cổ truyền. Nó là thuốc, nó là thuốc đặc. Và cái này em đã sử dụng từ đây. Chờ em tí em bê cho mấy chị xem. Em đã dùng từ ngày nó là cái viên này nha. Em đã dùng nó là cái ngày nó có viên này nha mấy chị. Em dùng 7 hộp này, 7 hay 8 hộp này. Em dùng 7 hay 8 hộp này mở cho mấy chị xem nha. Em dùng là ngày xem bị viêm lộ tuyến cấp độ 2, 2,5. Có nghĩa là em đã xài 8 hộp này từ khi mà nó còn là cái hộp này nha. Là em đã xài 6 năm nay rồi nha mấy chị. 5 năm nay rồi.
xài 5 năm nay rồi nha. Thì ông kia có nghĩa là đấy, để em tả về cái cơ chế nhé. Em tả về cái cơ chế. Đúng rồi, cổ tử cung em hiểu. Có những người cổ tử cung cao, có những người cổ tử cung thấp nha. Cái người cổ tử cung thấp là những cái người khá khó khăn. Tại vì cái này bạn em bị yêu nhau đến 5 năm quan hệ chả có con. Sau này ấy, và sau này muốn cưới nhé, là bạn ý phải kê gối, kê chân kê gối đấy. Quan hệ xong được cứ nằm im vậy đó. Cái này em nói thật, chị nào đã từng trải qua những cái điều này là các chị sẽ biết. Là ấy xong là phải kê gối nằm im vậy đó. Rồi trong quá trình mang thai là cũng phải nằm treo chân, không còn nó trôi. Cái này là có thật đấy, không phải em nói đùa đâu. Cái này em không nói đùa mấy chị bao giờ. Cái này là những trải nghiệm của khách hàng bên em. Em bán cái này đến bây giờ là 6 năm rồi các chị. Em dùng nó 6 năm nha các chị. Em có thể hay chửi tục chửi bậy nha, nhưng em không bán hàng bậy. Tất cả những dòng sản phẩm, thứ nhất là bôi lên mặt, cái thứ hai uống vào người, cái thứ ba đặt vô háng, cái thứ tư là rửa vô chim. Rửa vô háng là cái này, nước rửa háng. Không bao giờ em bán những cái dòng kém chất lượng. Ví dụ đôi khi ấy, em bán kính thì là kính phách. Kính phách không phải kém chất lượng, mà là cái gọng rất đẹp, nhưng mà cái thương hiệu của nó như vậy. Cái này Gamel này, không có tên Gamel, nhưng gọng kính đẹp, đúng không ạ? Thì em mới nói chị à, em bị viêm lộ tuyến cấp độ 2.5. Khi em mang bầu kiến, khi em mang bầu bạn kiến, là em bị ngứa vô cùng. Em bị ngứa vô cùng nha mấy chị. Khi em bị ngứa ấy, khi em bị ngứa thì trong quá trình các chị mang bầu là biết rồi, không thể đặt thuốc, trừ khi các chị đặt thuốc của bác sĩ. Ok chưa? Nên là khi em có bầu con kiến, em bị viêm lộ tuyến, nó bắt đầu tệ hại đến mức là nó chảy ra những cái dịch cảm thấy cực kỳ khủng khiếp. Nó ngứa và nó hôi vô cùng. Cái này rất xin lỗi các anh chào, các cháu đang xem. Nên là em hiểu được cái cảm giác của việc là mình bị viêm lộ tuyến và viêm nhiễm âm đạo cùng một thời điểm. Và cái nguy hại của người phụ nữ khi đang mang thai là nếu bị viêm nhiễm âm đạo nặng, thì khi mà cái thai nhi của mình càng lớn, thì con của mình nó sẽ sống trong cái môi trường nước ối, là những cái gọi là tạp chất đó nó sẽ lẫn ở trong nước ối. Cái này là chị nào là bác sĩ là biết này. Nên có những cái bé bị viêm nhiễm đấy, em gái ruột của em bị viêm nhiễm. Cái này em nghĩ rằng là nó cũng là do một phần là yếu tố di truyền. Những người nào ấy mà gia đình có cái chuyện có người mẹ mà bị viêm nhiễm nội tiết tố nó như vậy, thì con gái cũng như vậy đó. Mẹ em ngày xưa cũng bị viêm nhiễm âm đạo, bởi vì em giặt quần lót cho mẹ em biết cái đúng quần lót của mẹ em nó cứ vàng vàng ấy, giặt sạch rồi nó cứ vàng vàng ấy các chị. Ngày xưa em không hiểu vì sao, đó là cái nỗi khổ của phụ nữ. Nên khi các chị lưu tâm dùng, các chị đặt Khang Mỹ Đơn này, các chị khoảng 3 đến 4 viên là các chị sẽ thấy liền. Nó đẩy ra những cái tạp chất mà chị không bao giờ tin rằng một viên thuốc nhỏ như vậy, tại sao nó lại có thể làm được điều kỳ diệu. Cái này ấy, là các chị thật là sự là rất lâu các chị mới xem em livestream về cái này. Livestream về cái viêm nhiễm âm đạo này nó phải có thời gian, vì nó rất là lâu. Có rất nhiều chị cứ bảo là chị tư vấn đi. Không phải, nó phải có hứng thú, nó phải có thời gian thì mình mới có thể ngồi nói sâu và cặn kẽ cho các chị được. Nên hôm nay ấy, em là rất chi là gọi là có cái phấn khởi là chồng em Tết này về, nên em mới tâm sự với mấy chị về cái sản phẩm này. Các chị có thể ấy, xem rất nhiều những cái sản phẩm khác trên thị trường, nhưng mà em phải khẳng định các chị, bán một hộp thuốc này, cái này nó có trong nhà thuốc nha mấy chị. Những chị nào ghét em, vui lòng cứ vô nhà thuốc bệnh viện y học cổ truyền, nhớ dùm nha. Đây,
Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền, quay cho xem. Đó. Thì em tâm sự với mấy chị như vậy để các chị hiểu này. Các chị ghét em cũng được, nhưng cái này là rất quan trọng. Những người bị viêm nhiễm âm đạo, à, cái mình bị viêm nhiễm âm đạo là mình phải chữa. Đây là bệnh, bệnh viêm nhiễm âm đạo. Và em xin lỗi nha, những chị nào hay bị là những chị sống ở những vùng có những cái gọi là nước phèn. Ví dụ như các chị miền Tây là nước các chị bị phèn, đi làm ruộng vườn đồng áng, lội ruộng lội mương, cái nước phèn, tắm nước mương nước chuông, mặc dù mình máy lên mình lọc nó vẫn có cái lượng phèn, nó sẽ làm cái độ pH của mình nó bị suy yếu, cái độ mà kháng viêm của mình ấy. Những cái nước đấy rất là gọi là bị nhiễm khuẩn. Và những chị nhớ dùm em nha, khi các chị bị viêm nhiễm âm đạo, các chị tuyệt đối không được phép có một cái hành động rửa bướm, à quên, rửa vùng kín, mà dùng cái vòi nước xịt từ dưới xịt vào trong bên âm đạo nha. Tại vì trong cái nước của chúng ta sạch, nước tắm rửa ấy, ngay cả bản thân các chị có tắm rửa tại những khách sạn 5 sao ở trung tâm đắc địa cỡ nào thì nó vẫn chỉ là nước máy. Nước máy có lọc cỡ nào thì trong nguồn nước nó vẫn có những cái tạp chất. Đó là lý do là tại sao trong suốt mà cần đun sôi mới uống được. Tại sao nước trong suốt mà phải cần đun sôi mới uống được? Vì phải đun diệt khuẩn thì chúng ta mới uống được. Thì cũng vậy thôi, các chị không nên khi bị viêm nhiễm âm đạo mà lại rửa bím xong xối nước từ trong, à từ ngoài vào trong. Đấy là điều tuyệt đối cấm kỵ. Khi rửa bím, các chị xối nước từ trên rốn xuống, cho nước nó chảy để nó làm sạch từ trên xuống, tuyệt đối không xối từ dưới lên. Ngay cả bản thân những chị đang không bị viêm nhiễm âm đạo cũng phải làm điều này. Thì cũng muốn nói với mấy chị rằng khi chúng ta bị viêm nhiễm âm đạo, đó là điều khốn nạn nhất và khổ nhất với mình. Đi đâu ấy mình cũng bị hôi, bị ngứa. Ngồi ở đâu cũng phải bụng cái chân vào, vắt chân chéo để cái mùi nó bốc ra. Em đã bị rồi nên em hiểu cái cảm giác này. Khi mình bị viêm nhiễm âm đạo là cách đây 6 năm em bị. Khi em bị là lúc em có con kiến ấy, em không đặt được thuốc rất là ngứa. Và sau khi đẻ con kiến thì em còn bị viêm nhiễm, rạch da mà, rạch bim bím ra, xong là đưa con mình ra bị nhiễm trùng. Vì bị viêm nhiễm âm đạo nên là cái dịch của viêm nhiễm âm đạo nó chảy ra cùng với vết mình bị rạch, là nó rất nhiều vi khuẩn, nó làm cho em bị 4-5 tháng không khỏi cái bím, đau lắm. Cái vết mà rạch ấy nó không liền, mãi nó không liền, rồi là nó cứ ra mùi khó chịu vô cùng. Nên mấy chị làm ơn, ghét em cũng được đó, nhưng các chị vui lòng vệ sinh sạch sẽ. Vì cái khả năng mà những người bị viêm nhiễm âm đạo ạ, khả năng những người bị viêm nhiễm âm đạo thì người ta, khả năng những người bị viêm nhiễm âm đạo thì người ta rất dễ dẫn đến cái bệnh là ung thư cổ tử cung. Cái này là em nói thật nha, các chị cứ đi tự tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến ung thư cổ tử cung. Khi bị viêm nhiễm âm đạo mình tưởng là nó không nguy hiểm, nhưng mà rất nguy hiểm với phụ nữ. Mà khi bị ung thư cổ tử cung hay là ung thư dạng con rồi thì vỡ nợ, đỡ không kịp được, đỡ không kịp nha mấy chị. Nên là khi các chị á, khi mà các chị bị viêm nhiễm, các chị làm ơn, nếu các chị chưa có tiền để mua thì các chị hãy đun bằng lá chè tươi hoặc lá trầu không, xông rửa bằng cách mua cái bô, đổ cái nước xông đấy nha. Cái này em khuyên thật các chị. Các chị có thể dùng cái dùng lá tía tô, lá kinh giới, hương nhu đun lên cũng được, xong đổ vào cái bô ngồi xông nha. Đó.
Và khi các chị đặt viên kháng mỹ đơn này, nó sẽ có một cái hiện tượng hơi chướng bụng nha. Nó sẽ hơi chướng bụng, nó hơi phình cái bụng mình ra, không vấn đề gì cả. Có thể có những chị sẽ có hiện tượng đau bụng râm rầm. Đấy là cái thuốc nó ngấm, nó ngấm ngấm vào bên trong cái dạ con của mình, bên trong cổ tử cung đó. Nó đầy để bong những cái gọi là những cái mảng, những cái mảng viêm nhiễm nó bong ở bên trong. Ví dụ bên trong mặt cổ dạ con này, mình bị có những cái cáu cạnh, ví dụ như chồng nó xịt vào, phóng vô thì nó sẽ bám vào trong những cái kẽ này. Thì chính những cái dịch mà bám vào những cái kẽ bên trong bề mặt của dạ con ấy, nó chính là những cái dịch gây ra viêm nhiễm. Chứ mình có làm gì đâu mà viêm nhiễm. Ai mà chả như ai. Chị em phụ nữ ai chả như ai, ngày nào mà chúng ta chả rửa háng. Nhưng chúng ta rửa không có nghĩa là chúng ta không bị. Cái này nó là cái cấu tạo bên trong bề mặt dạ con rồi, nội tiết tố của mình nữa. Nên là khi mấy chị ấy, khi mấy chị mà làm những cái công việc này này, là mình ngồi ở một chỗ nhiều, công việc quá nhiều mà quên rửa giếc, lau chùi, nó cũng hôi nữa. Những cái người nào mà làm mà phải ngồi một chỗ ấy, xong mà bị viêm nhiễm nó khó chịu kinh khủng khiếp, các chị mất tự tin vô cùng. Nên là cái viêm đặt kháng mỹ đơn này, nó sẽ lấy đi những cặn bã, những cái cặn hôi nhiễm bên trong bề mặt của dạ con và cổ tử cung nha. Cái này em đã xài đến bây giờ đấy các chị đấy, 8 hộp màu vàng. Còn hộp này em phải xài 5-6 hộp rồi. Sau này ấy, mỗi một lần em cứ hết chu kỳ kinh nguyệt, em lại đặt 2 viên. Hết chu kỳ kinh nguyệt 3 ngày sạch sẽ, em sẽ đặt 2 viên. Một viên Camider này đặt được 48 tiếng. Những chị nào bị viêm nhiễm âm đạo, các chị làm ơn cố gắng đặt thuốc và kiêng quan hệ tình dục trong quá trình đặt thuốc. Những chị nào chuẩn bị có nhu cầu cấn bầu như em thì cũng nên mua một hộp đặt trước khi thả bầu. Bởi vì cái này này, có những người ấy, mãi không có bầu, không hiểu vì sao. Bởi vì bên trong cái dạ con của mình viêm nhiễm quá nhiều ha. Viêm nhiễm, nó bị cái lượng viêm nhiễm nhiều, rồi những cái cáu cặn ở bên trong của cái dạ con quá nhiều, thì nó cản trở quá trình mà tinh trùng nó tìm đến trứng đấy. Cái này là có thật đấy. Có nhiều chị nha, mãi không có bầu, đặt 2-3 hộp này liên tiếp và uống cặp hồi xuân này. Đây này, có những chị mà đặt 2-3 hộp này liên tiếp uống cặp này mới đậu nha. Có nhiều chị đi đông đi tây. Đúng rồi, Tâm đây lại bị đổi tên đấy em. Đi đông đi tây chữa hoài không được. Nhưng em đảm bảo với các chị, những cái chị nào bị viêm nhiễm âm đạo, bởi vì cái này từ em ra này, mà dùng cái này thì các chị cứ đảm bảo là nó khô khắn sạch sẽ và nó khít. Viên đặt kháng mỹ đơn này nó còn tái tạo tầng sinh môn nhé, tái tạo bên trong, làm cho cái đoạn này này nó gọi là tái tạo tầng sinh môn ấy, làm cho mình co lại cái đoạn rộng và khít. Cái này những chị nào đã xài rồi biết này, rất là khít. Nên khi ấy, các chị sau chu kỳ kinh nguyệt 3 ngày các chị nên dùng 2 viên để làm sạch. Mình phải làm sạch giống như ấy, mình ăn cơm xong mình phải quét nhà luôn. Đừng để im đó để gió với bụi nó thổi vào gậm giường, nó thành cáu bẩn bên trong gậm giường, nhà nó bốc mùi. Đấy, các chị cứ nghĩ đơn giản thôi. Sau mỗi chu kỳ kinh nguyệt, người phụ nữ sẽ vẫn còn những máu kinh còn tồn đọng, còn dơ bên trong. Nhưng nếu chúng ta quét nhà moi móc, chúng ta lấy ra giống như mình ăn cơm xong, mình quét nhà sạch sẽ, mình rửa bát luôn, thì nó sẽ không bị cáu cặn, thì cũng giống như có kinh thôi. Sau chu kỳ kinh nguyệt, nhiều khi các chị cẩn thận như em này, là các chị đặt hết 3 ngày các chị đặt, là nó sẽ làm sạch, làm khít và lấy sạch những tạp chất bên trong ra. Em đã là người bị viêm lộ tuyến cấp độ 2,5. Ngày xưa khi em đi khám, bác sĩ nói em rằng là chả đặt được thuốc gì cả Trang ạ. Cháu chỉ về đun nước chè tươi với cả hoặc là nước chầu không, cháu đun cháu rửa hàng ngày thôi, rồi tắm rửa bằng nước vệ sinh phụ nữ thôi, chứ còn cháu chả làm gì được cả.
Đấy, giống như nhà em, bên nhà em là có mỹ đơn 8. Mỹ đơn 8 nó là cái này. Cái này là không dùng cho bà bầu nha. Mỹ đơn 8, mỹ đơn 8 là tuyệt đối không dùng cho bà bầu, tuyệt đối không dùng cho phụ nữ còn trinh. Tại vì cái này ấy là phải đặt vào bên trong, đặt vào bên trong âm đạo. Thì những chị nào mà chưa quan hệ tình dục đặt mất cái trinh bắt đền em đéo chịu đâu nha. Chị nào mà còn trinh nha, em bé cháu nào còn trinh nha, mà bị viêm nhiễm âm đạo bố mẹ không nghe kỹ nha, mua cái này về cho con đặt vào mất cái trinh đừng bắt đền em nha. Tại vì đặt cái viên thuốc này là phải đặt sâu vào bên trong cổ tử cung nha. Cái viên thuốc này đặt vào sâu bên trong cổ tử cung thì các chị mới khép cái háng lại được, thì nó mới thấm. Bởi vì các chị tưởng tượng này, đây là dạ con đúng không, bên trong dạ con đây đúng không, đây bên trong dạ con là cái này, thì đây là cây háng đây, thế này đúng không, từ bên ngoài vào đây đúng không, vào đến đây thì đây là cổ tử cung. Cổ tử cung đây, nó sẽ có một cái đoạn này đó, đây thì cây hàng vào đây, nó chỉ vào được đến đây thôi. Khi nào người đàn ông người ta xuất tinh thì mới phóng vào trong này, thì cái tinh trùng mới vào bên trong này, thì bên trong này là dạng con có trứng, thì cái này cái cổ tử cung nó luôn khít, nó luôn khít. Khi mà các chị không có quan hệ tình dục thì không thể nào viên thuốc trôi vào bên trong được nha. Các chị yên tâm, sorry nha, nó giống như cái lỗ đít vịt ấy, nó sẽ khít lại như này, nó sẽ khít lại như này. À, chỉ khi nào này thế này, tác động vào như thế này thì người đàn ông xuất tinh nó mới phóng vào trong, thì lúc ấy nó mới tự động mở. Nhưng khi đàn ông rút ra nó lại khít lại, thì viên thuốc nó sẽ đặt như vậy. Thì cơ chế của viên thuốc là khi các chị đặt vô thuốc vô, nó sẽ thấm thuốc từ từ để lấy ra những cái gọi là tạp chất. Có những chị hỏi em rằng là Trang ơi, tại sao khi chị rửa bím ấy, chị cho cái ngón tay này, đây ví dụ đây nha, rửa đây là bên, sorry nha, sorry em tả hơi kỹ này, đây là cửa mình này, cửa mình đúng không, đây các chị sờ vào những cái chỗ bên trong này này, các chị thấy những cái ọp ọp nước, sờ vào ọp nước thì đấy cũng chính là những cái khối gọi là nấm viêm nhiễm nằm ở bên dưới bề mặt của gọi là âm đạo. Thì những cái đấy khi chồng của chị quan hệ này, quan hệ vào này, nó sẽ tâm vào, rồi nó sẽ va vào những cái đấy, giống như cái mụn cốc, mụn nước ấy, nó sẽ vỡ ra. Thì nó sẽ lan, càng lan thì cái việc mình bị hôi nhiễm nó càng nặng. Nên khi em muốn tâm sự với mấy chị chuyện này là phải rất tĩnh tâm mới có thể tư vấn cho các chị được. Các chị cứ nghe hết cái clip này, có thể hơi dài nhưng mà nên nghe để hiểu. Thì khi chồng chị quan hệ này, nó cứ ọp, các chị, khi các chị nào mà bị cái này các chị sẽ biết liền. Mình là phụ nữ mình biết liền. Người đàn ông họ quan hệ vô, họ cũng sẽ cảm nhận được luôn là mình bị ọp. Cái ọp đấy nó sẽ gây ra cảm giác khó chịu. Cái ọp đấy nó sẽ gây ra cảm giác bị rộng. Và cái ọp đấy nó sẽ là những cái giống như cái vết phỏng á. Các chị biết vết phỏng á? Cái da nó phỏng lên thì ở dưới là cái nước như vậy. Thì chính cái nước ngứa nó còn nằm cả ở chỗ đó nữa. Cái nước ngứa nằm ở dưới những cái lớp bề mặt dưới da, bên bề mặt trong của âm đạo. Nên khi có những chị ấy, những cái chị bị ngứa âm đạo ấy, là rất thích quan hệ để cái cây súng của chúng ta nó lao vô đó, nó sẽ chống ngứa. Nhưng thực chất là nó sẽ làm vỡ những cái vùng vũng của cái dịch ngứa ở bên trong âm đạo của mình, nó sẽ lan. Nên cái việc đặt thang mỹ đơn nó sẽ giúp các chị làm sạch, hút sâu ra những cái cặn bã. Cái này là em đã, là em tả cho các chị, là em tả cực kỳ chân thực. Vì bản thân em bị rồi, em đã trải qua cái chuyện này rồi, nên tất cả những cái về ngứa này, về ọp này, về rộng này là em đã kiểm tra hết rồi.
Khi mà em đặt kháng mỹ đơn này này, em đẻ con kiến xong thì chồng em có về Việt Nam, em cũng bị bất ngờ. Thật sự là em bị bất ngờ. Là nó khít khít rất rất nhiều so với thời kỳ, nói chung là trai trẻ của mình ấy. Thời kỳ trai trẻ của mình ấy, mình cũng gọi là oanh tạc, các chị hiểu không? Oanh tạc. Nên là khi đặt kháng mỹ đơn này này, nó sẽ làm cho cái cửa mình của mình nó khít lại. Thì khi khít lại, người đàn ông người ta, quan hệ người ta cũng sẽ có cái hưng phấn hơn. Nên với những chị nào bị viêm nhiễm âm đạo, những chị nào mà có những cái gọi là những cái về rộng một chút, không được tự tin đó, các chị đặt thử mà xem. Các chị nếu như mà những chị nào mà em thì cũng có nghe về một số cái trên cái diễn đàn, người ta nói về cái chuyện gọi là mình gì nhỉ, mình đi gì, mình đi đặt cái máy gì tăng sinh độ khít collagen tầng sinh môn, thì em chưa có xài, em chưa có làm cái liệu pháp đấy bao giờ, nên em chưa có được cái cảm nhận để review về cái gọi là tăng sinh collagen tầng sinh môn để làm khít lại cái âm đạo, nên là em không bàn về cái đó nhá. Nhưng mà với những chị nào sinh đẻ, em khuyên luôn các chị nên khâu thẩm mỹ, thì nhờ bác sĩ khâu luôn. Cái này là em khuyên mấy chị luôn. Khi mình đẻ con, mình rạch cái vùng cửa mình của mình ra, thì vui lòng nhờ bác sĩ là khâu dùng cháu. Khâu dùng cháu à, khâu dùng cháu cái này à, các bác hiểu không? Khâu dùng luôn. Là bác sĩ người ta sẽ khâu 3 lớp. Bác sĩ người ta sẽ khâu 3 lớp nha, để cho nó, cho mình nó sạch à, cho mình nó sẽ co vào sẽ nhanh hơn. Nên là em mới nói là em chỉ cho chị cái cách đặt nha. Cái viên này này, một viên này đặt 48 giờ. Cách đặt viên này này đó. Cái hộp của em đang xài là hộp phiên bản cũ, cái phần này nó cứng cáp nha, nó như quan tài này. Nhưng mà cái phiên bản sau này thì cái hộp này này nó là một cái, nó sẽ mỏng như thế này, nó sẽ mỏng như tấm bìa này thôi nha. Phiên bản các chị đến tay các chị bây giờ sẽ là phiên bản nó, cái bìa nó mỏng như thế này nha. Còn cái này là phiên bản của em xài, là em một lần em cất đi là em cất 5 hộp, tại vì em xuất kho mà con Nhung có chửi hoài, một lần xuất kho là 5 hộp. Nên là cái phiên bản này là cách đây 2 năm rồi. Nên là các chị thông cảm, khi các chị nhận đừng có thắc mắc là tại sao của Trang cái hộp nó cứng cáp mà của chị cái hộp nó lại mỏng như thế này nha. Mấy chị nha. Đó. Đây, em mở viên thuốc này. Cái này các chị phải nhớ cho kỹ nha, có nhiều chị không chịu xem, xong hỏi hoài khó chịu lắm. Đó, đây là viên thuốc. Mở ra này, lưu tâm dùm nha. Đầu tiên là rửa sạch bím, rửa sạch bím. Sau đó là các chị dạng háng ngồi trước quạt cho nó khô. Đây là viên thuốc kháng mỹ đơn. Có rất nhiều chị gọi điện bảo Trang ơi mày lừa tao, tao về tao cắt viên thuốc này ra có bông gòn không à. Dạ, cái thuốc của kháng mỹ đơn này này, nó được tán nhuyễn ở bên trong viên thuốc này. Bên trong các chị mở ra nó sẽ chỉ là bông, nhưng mà nó có thuốc ở bên trong. Nên khi các chị mở viên thuốc ra là phải đặt liền. Đừng mà có mở viên thuốc ra, sau đó là chồng nó đè ra nó hoạc một cái, vứt mẹ viên thuốc 3 ngày mới nhớ ra lao vào đặt, hỏng mẹ viên thuốc rồi. Đầu tiên là dúng cái này vào một nước, ví dụ chị mua một chai nước muối sinh lý 5.000, dúng vô. Nó cần phải được dúng trong nước muối sinh lý. Cái chai nước muối có 5.000 thôi, hoặc nước muối loãng ở nhà mình cũng được, nhưng mà nên mua chai nước muối sinh lý nha, để cho nó là cái độ mặn của nước muối sinh lý là chuẩn nhất, vì mình pha mình không biết là độ cỡ nào. Dúng viên thuốc vô, sau đó các chị nằm ra giường, các chị nằm ra giường, dạng hai chân ra.
khi các chị nằm ra giường giặt hai chân ra thì cái cửa mình của mình nó cũng không mở. Các chị sẽ làm động tác hít, thấy cổ em chưa? Bình thường này, khi mình hít vào cái lực vào đan điền thì cái cơ bướm, à quên, cái cơ háng nó sẽ cụp vào, thì tự dưng cửa mình nó mở ra. Các chị nhớ kéo cái dây ra như thế này nhá, để khi lấy ra nó dễ. Chứ đến khi mấy bà đặt vào các chị quên lấy cái dây ra, đến khi lấy cái tay móc cuông được đâu. Dùng ngón tay giữa, ngón nào dài nhất, ngón tay giữa này, đặt đẩy viên thuốc vào bên trong sâu nhất có thể. Sorry chị nha, không có chị nào có đường biên, có đường biên, biên giới, đường biên dài của cái âm đạo nó qua thế này đâu mấy chị ạ. Không có một chị nào có cái âm đạo mà dài qua cái sợi dây này đâu. Người ta làm, người ta tính rồi. Nên có nhiều chị mà chị, ôi Trang ơi, cái viên thuốc có rơi vào bên trong dạ con? Dạ không có, đã phân tích rồi. Ví dụ đây, cửa mình đây, đây là cửa mình đúng không? Đấy, rồi cái cây súng này đóng vô, sọc vô, sọc vô, sọc vô, sọc vô. Đấy, cơ bản là sọc vô đến đây. Thì nó sọc vô, sọc vô đây. Thì khi nào người đàn ông người ta đạt đến cực khoái, nó mới phóng được vào bên trong, thì lúc này tinh trùng mới vào bên trong dạ con ở đây. Nên khi bình thường không có cái cây hàng nó sọc vô thì làm sao cái viên thuốc nó đang ở cổ cửa mình như thế này, nó đang ở cái à, như này, à cái cổ dạ, cổ tử cung như này, mà nó chui được vào bên trong? Hoang đường. Nên là mấy chị làm ơn đừng bị ảo tưởng, bị tưởng tượng quá khủng khiếp. Phải đặt viên thuốc để cái viên thuốc nó thấm thuốc vào bên thành cổ tử cung và thấm thuốc ở bên ngoài cái đường âm đạo. Với những chị thuốc có tự thấm để làm bong lên, các chị sẽ thấy nha. Cái này các chị đặt, các chị sẽ thấy đến viên thứ hai, đến viên thứ ba nó sẽ ọc ra. Sau khi rút viên thuốc ra, các chị nghỉ một ngày, một viên này đặt 48 tiếng. Sau đó các chị rút ra, cái ngày các chị rút ra thì các chị nên rửa sạch bằng, bình thường vẫn rửa nước, nước rửa bím đúng không? Hôm nay chúng ta rửa bím bằng nước rửa bím này. Đây, chai nước rửa bím Hàn Quốc 360.000, siêu thơm, siêu thơm, siêu sạch. Thì những cái ngày mà mình rút viên thuốc ra, các chị nên đun một nồi nước, một là chè tươi, là lá trà xanh, hai là nước lá, nước lá trầu không, ba là các chị có thể đun lá tía tô kinh giới, để các chị xông ngâm rửa ngày hôm đó để nó đẩy những cái tạp chất thuốc ra đó. Thì khi các chị ấy làm cái này này thì các chị nên rửa sạch sẽ rồi mới đặt thuốc. Cái ngày rút thuốc ra cũng nên rửa sạch sẽ. Có những chị hỏi rằng là trong mấy ngày em đặt thuốc em có được quan hệ tình dục hay không, thì em khuyên là hạn chế một cách tối đa. Tại vì sao? Khi mình quan hệ này thì cái tạp chất nó đang đẩy ra, thì gặp bố con cu đẩy mẹ vào thì lấy ra làm sao được ạ? Các chị chỉ nên quan hệ vào ngày rút viên thuốc. Là ví dụ đặt 2 ngày xong, cái ngày rút viên thuốc ra nghỉ 1 ngày ấy, thì chính là cái ngày các chị được quan hệ. Mà ngày đó thì nó đã ngứa lắm, bởi vì những lúc nó đang đổ ra mà, nó đã ngứa lắm. Còn lúc đang đặt thuốc thì đừng lên đặt thuốc, đừng có rút viên thuốc ra cất lên trên đầu giường xong rồi là quan hệ nha các bà. Dáng mình đang chữa bệnh mà, chữa bệnh viêm nhiễm âm đạo mà các chị. Cái này 1 tháng em chỉ có 88 hộp để bán. Đó lý do tại sao mà em nhiều hộp, em xài hoài, em phải cất đi cho riêng em. Em cẩn trọng lắm. Nên là cái này chị nào ghét em thì cứ đến bệnh viện đa khoa y học cổ truyền mà mua. Một hộp này là 1.080.000 nha. Một hộp này là 1.080.000. Nhắc lại lưu ý,
cô gái chưa mất trinh không được đặt. Bởi vì mất trinh mày đặt vào bên trong phọc vào một cái, mất cái trinh bắt đền tôi chết. Ba, đàn bà đang có thai tuyệt đối không đặt. Những chị em nào đang có bầu thì bên em có cái gói này là gói Mỹ đơn tán. Cái vỏ vứt đâu rồi? Nó có một cái vỏ giấy nhá. Mỹ đơn tán nha. Thì các chị có bầu sẽ xông được bằng Mỹ đơn tán. Thì một lần mà xông Mỹ đơn tán ấy, đây, một gói này có 10 gói nhỏ dùng gói chai giảm cân đấy. À, một gói này 40 gói thì một lần đun khoảng 6 đến 10 gói với những chị nặng. Đun lên, cho vào một nồi nước 2 lít. Đun lên, sau đó là đổ vào cái bệ bô. Ngồi dạng chân ra xong, xong xong đổ vào cái chậu nước. Đặt cả mông vào ngồi để rửa. Nhớ là pha ấm ấm ra, chứ không phải bảo con Trang nó chui tao là đun sôi lên rồi xong xong đợi đặt mẹ vào thành bím luộc đổ tội. Khang Mỹ đơn là xông ngâm rửa. Thì những chị nào mà lười đun lá chè tươi hoặc lá tía tô hoặc lá trà xanh hoặc lá trầu không thì các chị mua luôn gói Khang Mỹ đơn, à gói Mỹ đơn tán này. Mỹ đơn tán 490.000 nha. 40 gói nhỏ bên trong này là sẽ có 40 gói nhỏ này. Đó, nó sẽ có hai gói lớn như thế này. Mỹ đơn tán 490.000. Các chị mua là các chị về đun xông ngâm rửa. Mà chị nào mà đun cái Mỹ đơn tán này này xong, nó nhẹ bím vô cùng. Xong xong nó nhẹ bím vô cùng. Sẽ hỏi là ước gì sao không biết cái Mỹ đơn tán này từ sớm. Mỗi tội lích kích thôi. Phải cho vào nồi, vào bộ ấm bình siêu tốc ấy. Nhớ đun sôi khoảng 5 phút để nó thôi ra thuốc, thôi ra chất và thôi ra thuốc để xông và ngâm rửa. Đó. Khi mà các chị ngồi xông ngâm rửa, các chị cũng dạng cái chân ra. Xông là phải dạng chân, cho cái hơi nóng của cái Mỹ đơn tán nó bốc vào bên trong. Sau đó đổ vào cái chậu, ngồi xuống ấy, pha nước ấm ấm ngồi. Thì dạng cái chân ra, tát nước vào ao, dùng ngón tay giữa rửa sạch, lấy ra những tạp chất. Cực kỳ hiệu nghiệm và cực kỳ hiệu quả. Cái này em bán đã 6 năm. Và các chị thấy rất hiếm khi em tư vấn cái này. Nhưng mà đúng là em đang trên bắt đầu con đường là chờ chồng về xếp hình. Nên là em tư vấn để các chị cùng em làm sạch dạ con, làm sạch âm đạo và làm sạch cái viêm nhiễm. Để chúng ta chuẩn bị cho quá trình đậu thai. Hoặc những chị nào không đậu thai thì các chị cũng nên sử dụng Khang Mỹ đơn. Để làm cho cái dạ con của mình nó sạch, tử cung mình nó sạch nha mấy chị. Một hộp này là 10 viên, 1.080.000. Một viên là đặt 2 tiếng, à quên, một viên đặt 2 ngày là 48 tiếng. Sau đó rút viên thuốc ra vứt đi, rửa sạch bím các thứ xong thì một ngày sau mới, sau 24 tiếng mới đặt viên kế tiếp. Một hộp này các chị đặt được 24 ngày nha, 24 ngày. Và những chị nào sinh xong nha, những chị sinh xong thì không đặt được. Những chị sinh xong thì nên mua Mỹ đơn tán, đun để xông rửa, đẩy máu kinh dơ tồn đọng ra. Những chị mà đẻ đái ở thành thị này, bận rộn này, nhà chật này, không mua nồi lá được này, đun Mỹ đơn tán lên xông để sạch những cái máu kinh, máu dơ, máu tanh, xông ít nhất trong vòng 1 tháng. Đó, và làm sạch. Thì các chị sau 2 tháng đến 3 tháng mình đã gọi là sạch sẽ hoàn toàn về máu kinh dơ, thì lúc đó các chị mới lên đặt Khang Mỹ đơn. Đẻ xong đó. Đẻ xong thì các chị nên đó, đẻ xong các chị nên để 3 tháng, 2 đến 3 tháng mới đặt nha các chị nha. Thì hộp này các chị mua, có những người đặt 2 hộp mới sạch sẽ hết. Có những người đặt 3 hộp, nặng như em là đặt đến 6 hộp mới sạch. Nhưng mà em thấy đặt Khang Mỹ đơn hiệu quả và hiệu nghiệm hơn việc đi đốt. Những người đi đốt viêm lộ tuyến, giống như kiểu mình có cái nhọt ấy, mình đốt di vào đây này thì chỉ cắt được cái đầu nhọt thôi, còn cái chân ở dưới nhọt không cắt được. Thì giống như cái bọc, cái ổ của dịch viêm nhiễm âm đạo
nó nằm bên dưới bề mặt của âm đạo. Khi mình thế này này thì nó là ở dưới này này, thì nó dưới bề mặt da thì phải đặt thuốc để cho nó nhổ lên. Thì các chị nhớ này, viêm nhiễm âm đạo và mình phải điều trị nó theo một cái sự kiên trì. Như em bây giờ là ngon lành, em đặt xong cách đây 4 năm, sạch sẽ vô cùng. 4 năm trước là tuyệt vời ông mặt trời, đã trải nghiệm rồi, đã biết rồi, chồng về là hú hồn liền rồi. Nên giờ em sẽ đặt tiếp tục, 2 ngày nữa em hết kinh sạch, là em chờ 5 ngày em đặt cho sạch sẽ. Nên là mấy chị nhớ nha, viên đặt Khang Mỹ Đơn 1.080.000 10 viên. Các chị còn những thắc mắc nào có thể inbox vào đây, một trong hai Zalo này đó, hoặc là pay bên nhà em để được tư vấn kỹ nhất. Lưu ý nha, thị trường không bán cái này, thị trường chỉ có em và một anh nữa được quyền bán cái này, vì em đã quá hiểu sản phẩm này và đi cùng với cái công ty này từ ban đầu. Vì đây là sản phẩm của bệnh viện nên ngoài thị trường không có, chỉ có em và một cái anh nữa tên Cường được bán. Nên là các chị ghét em thì các chị cứ đi mẹ vô thẳng bệnh viện này mua. Các chị ghét em cứ vào thẳng bệnh viện đa khoa y học cổ truyền mua nhá. Nhà thuốc bệnh viện đa khoa y học cổ truyền đó, em rất rõ ràng. Các chị ghét em cũng được, vô đó mua không vấn đề. Em rất là thoải mái vì cái này nó là thuốc để chúng ta chữa bệnh viêm nhiễm âm đạo nha mấy chị nha. Chứ không phải là em thì bán được không bán cũng được. Đấy, chị nào ghét em cứ vào bệnh viện đấy mà mua mà đặt. Có những người ghét em không mua của em cũng không sao, nhưng mà vẫn vào nghe em tư vấn ok không sao cả. Chúng ta chia sẻ với nhau để chúng ta điều trị nha. Đó, mai phải đi làm bộ móng đi này, làm mà gel mà đầy sơn gel này, phải bóc. Móng nó dài ra rồi. Ok Lan 33 như mấy chị nha.